đập vỡ cây đàn tận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi, dần người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn dần người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao để vơi, đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Thời gian để quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với Anh Quốc Đại. Xin mời quý vị 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Duy Dương đợi xin chào đến quý vị giám khảo và cùng quý vị khán giả hội trường hôm nay, cũng như cô chú anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ, cũng là chúc sức khỏe, thân thương và trân trọng nhất ạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Quốc Đại gặp Duy Phương. Không, đúng rồi, lần đầu tiên mà khi mà Phương bước ra và Phương cất tiếng hát đó, ôi trời, sao mà giọng đặc biệt dữ vậy. Không có gì hơn là mong rằng anh có một dịp mời em hát song ca cùng anh một ca khúc mà nào đó ngoài ca khúc này. Và hôm nay thì thật sự là khi mà hát cùng với Phương thì mình cứ thoải mái hát. Mình không có nghĩ là mình hỗ trợ cả. Mình chỉ nghĩ là mình hát cùng với một người đồng nghiệp khó giọng ca thật là hay, đúng không quý vị? Em bị ấn tượng với cái giọng hát của anh quá. Đều chắc chắn, đều đẹp và quan trọng là lại rất là thật. Cái tình cảm rất chân thật. Em rất là thích. Anh cảm ơn em rất nhiều. Nói về hạt hay thì anh cũng bàn từ cái câu chuyện hạt hay của Duy Phương nữa rồi. Bởi vì em là một tiếng hạt nông nàn. Em hay từ ngày đầu tiên gặp. Và trong cái tiếng hạt của em nó có cái mộc mạc của một chàng thợ xây, nhưng có cái sự điêu luyện của một người nghệ sĩ. Dạ, anh Quốc Đại rất là nhiều, chân cảm ơn ạ. Cô Duy Phương cũng cảm ơn MC đẹp trai hồi nãy giờ rất nhiều. Thôi anh được khen em nữa mà em cảm ơn buổi đấy. Cảm ơn Duy Phương một lần nữa. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ. Lời nói đầu tiên cho phép Kim Oanh xin gửi đến 4 vị khách mời, tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả xem đài truyền hình. Một lời mến chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Kim Oanh. Anh Tiết Cương, anh có thích tiếng hát này không? Thật sự cái giọng ca của Kim Oanh rất là ngọt ngào. Và Tiết Cương nghe cảm thấy nói chung rất là coi như là mê đắm trong giọng hát của cô ấy. Đó là suy nghĩ của anh Tiết Cương. Không biết các khách mời còn lại nghĩ sao? Con mắt của anh hiếp lại không thấy đường luôn kìa, anh thấy không? Lại không thấy đường luôn, cười không? Lúc đầu đề nghị chỉ nói vô chuyên môn, không nói chuyện ngoài lề. Không, thật ra là một cái ca khúc mà mình luôn cảm thấy là rất là tròn trịa và nó cũng mang tính giải trí rất là cao. Thiên thấy là bé Oanh là một người rất là tự tin đấy. Bước xuống cất giọng lên một cái là chính xác luôn. Rồi cái giọng cũng rất là bắt mic nữa. Cái sự bình tĩnh của em rất là đáng khích lệ. Là vì em cũng hòa vào được với cái tinh thần của anh Tiết Cương luôn. Thật sự thì khi hát song ca với Kim Oanh bài này, Tiết Cương thực sự rất là tiếc. Bởi vì Tiết Cương cảm thấy cái bài hát này chưa có đất để cho Kim Oanh thể hiện hết cái nội lực và cái giọng ca của mình. Cảm ơn Kim Oanh rất nhiều. Và Khanh hy vọng rằng số phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ là một con số mà bạn vừa ý nhất. Em vẫn yêu anh, em mãi yêu anh, em mãi yêu anh. Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em chào anh ạ. Em chào 4 vị khách mời ạ. Và toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay, cũng như là toàn thể quý vị đang xem chương trình tại màn ảnh nhỏ. Em tên là Phương Diễm Huyền. Xin chào Phương Diễm Huyền. Thật sự cái giọng bạn rất là hay quý vị. Bởi vì cái giọng nó ấm, nó trầm, mà vừa đẹp nữa chứ. Yeah. Đó thì chị chúc mừng em có bài biểu diễn tốt ngày hôm nay. Em cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời ạ. Đầu tiên là xin chúc mừng bạn và chị Ngọc Liên đã có phần trình diễn ăn ý với nhau. Phải nói là em có cái bản lĩnh sân khấu, và thực sự là em tỏa sáng với cái bài hát này. Từ trang phục, từ ngoại hình cho đến cái chất giọng và cái phong cách của bản thân em, nghĩ là em đã thể hiện được rất là tròn trịa cái phần của mình. Em phải cảm ơn chị Ngọc Liên rất là nhiều, bởi vì chị Ngọc Liên hát bè rất là chuẩn, hỗ trợ em rất là nhiều. Chúc mừng hai chị em một phần trình diễn đẹp. Cảm ơn Bách rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Đặc biệt chị thích cái giọng mà hát của em á, nó có một cái sự khắc khoải, rất là có nội tâm, phải nói thực sự là như thế. Ngoài chị Liên là một cái sự bùng cháy đúng với cái chất của chị Liên ra rồi, thì em cất cái giọng em hát lên nó hay lắm. Nó có là một cái tem giọng hoàn toàn khác, nhưng mà lại cũng rất là phù hợp với cái thể loại nhạc này. Đặc biệt là cái đoạn sau nữa, cao trào lên điệp khúc, thì chị Liên đã hỗ trợ em tối đa. Và chúc mừng cho em đã hoàn thành tốt cái phần biểu diễn của mình. Cảm ơn bạn yêu. Cảm ơn chị Vân Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nói khích lệ, động viên của anh Kim Tử Long dành cho một cô gái rất xinh đẹp. Áo đỏ kìa anh, áo đỏ anh. Nếu mà bên tài tử thì người ta gọi là đây là một cái giọng thổ pha kim. Nghe nó rất đặc biệt. Anh chúc mừng em, hy vọng rằng em hãy theo cái dòng nhạc này, nó sẽ tỏa sáng cho em. Cảm ơn các khách mời còn lại. Tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có đừng buồn anh hỡi khi lỡ nỗi yêu em rồi, lỡ yêu em rồi lần chi nữa. Hỡi anh xin hãy quên em đi, giây phút bên nhau anh sẽ quên mau, chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Cũng có giây phút chót yêu dại khơi, em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau, em đã trao anh nụ hôn ấy. Và em biết anh sẽ quên hết bài tình ca viết riêng tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình gian dối, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Trái tim anh có hình bóng ai kia, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em, riêng em, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình gian dối, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Trách anh đâu khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa, khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa. Thưa quý vị, và đó là tiết mục song đấu của Vũ Đức Mạnh và Hải Phương. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Hải Phương thì nhấn phím A, và Vũ Đức Mạnh thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Chúng ta vừa mới được xem trình diễn một cái tiết mục không hề có tập trước. Đây là một màn collab, phải gọi là không có lời nào bàn nữa. Anh thật sự phải ganh tị. Anh ganh tị vì tụi em có một cái tiết mục quá xuất sắc, mà anh cũng ước gì anh được biểu diễn như vậy. Cái tiết mục này là đúng là bắt mắt nghe luôn. Chúc mừng hai em đêm nay thật là tỏa sáng. Bây giờ là sự may mắn thôi à, chứ hai người là cũng là 9-10 rồi đó. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho tiết mục này cũng rất là ngắn, nhưng mà chúng ta cũng thấy được sự ăn ý của hai bạn, cũng như là Vũ Đức Mạnh đây không phải là dòng nhạc sở trường của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy cũng một cái nghĩa cử rất là đẹp khi mà nhường cho Hải Phương để chọn ca khúc của Hải Phương. Không biết anh Nam Cường thì nghĩ sao? Cường là vô tình chọn trúng hai bạn, có hai giọng ca rất là tuyệt vời và lọt vào đến cái vòng cuối cùng như vậy. Đó là một cái sự may mắn của bản thân Cường, rất là may mắn. Khi hai bạn biểu diễn trên sân khấu với hai giọng ca hay thì tạo thêm một tác phẩm tuyệt vời là điều hiển nhiên rồi. Và thực sự cảm thấy hạnh phúc với tiết mục này của hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Phải nói rằng đây là một cái sự hòa quyện tuyệt vời, và biết đâu sau cái chương trình này thì hai em có thể kết hợp với nhau, một đôi song ca ăn ý với nhau về ngoại hình lẫn về giọng hát luôn. Chúc mừng các em. Cảm ơn chia sẻ của anh Đại Nghĩa và các khách mời còn lại. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để theo dõi kết quả. 51% và 49%. Nghĩa là có một người giành được 51% và người còn lại là 49%. Và ai sẽ là người chiến thắng? Đó chính là người nhận được 51% thưa quý vị. Trời ơi, thả biến cả anh. Và giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay là người đã song ca với anh Nam Cường. Đúng không? Cảm ơn. Thái Phương. Yeah. Chúc mừng Hải Phương là giọng hát giành chiến thắng của song ca Dấu Mộc. Bạn đã mang về cho mình giải thưởng 10 triệu đồng. Cả hai tiếng hát này đều đã song ca với anh Nam Cường. Và chúc mừng anh Nam Cường một lần nữa. Thời gian 10 giây bắt đầu. Nãy giờ tôi ấn tượng. Hết hồn chứ ha. Mỗi lần mà cứ chơi lên nhạc hoài. Sao vậy á? Cái âm nhạc nó phải hỗ trợ cái tinh thần. Anh hết giờ rồi, anh chơi bấm đúng đi anh. Rồi bấm. Anh Đại Nghĩa chọn số 6. Bây giờ sẽ là ca khúc của nghệ sĩ Đại Nghĩa và người chơi trong căn phòng số 6. Mời anh về thăm quê. Cố lên. Dạ bà con cô bác ơi, em dân thành phố mới xuống, nhận lời Cốt Đẹp về đây thăm quê hương mình. Bà con biết nhà Cốt Đẹp ở đâu không, chỉ cho em với. Nhà ở đâu? Hôm mấy giờ em đi ngắm cảnh trước. Bình minh sáng tươi quê em, ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lai ngả nghiêng cánh lúa trổ bông. Bờ đê đọng sương ướt mưa, trời xanh nhờn nhớ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai chan qua. Ơi hồ ơi, hồ ơi, ơi hồ ơi, em mời anh ghé thăm chốn này một lần. Mời anh về quê em, có tiếng ca đầm tình, tiếng ca triều mến đầm tình quê hương. Dạ, đi từ nãy tới giờ rồi mà vẫn chưa thấy nhà cô Út Mém đâu hết. Nhà ở đâu vậy bà con? Ở đâu? À, trời đất ơi, tới rồi đây nè. Út Mém dễ thương hết sức hà. Út ơi, giờ dẫn anh đi thăm quê của em nghe. Quê em đẹp quá trời đẹp luôn kia kìa. Mời anh ghé thăm quê em, mùa lúa chinh thơm rộn rã. Đẹp quá. Tiếng hò hò lơ ngại vui gặt hái rền vang. Sao nữa nè? Đẹp áo bà trắng xóa. Wow. Bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Út ơi, quê của em á quá trời đẹp luôn hà. Đồng lúa thì xanh mênh mông bát ngát nè, rồi cô Út bận cau bà trắng dễ thương gì đâu à. Bình minh sáng tươi quê em, mùa lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngả nghiêng cánh lúa đổ bông. Bờ đê đọng sương ướt mưa, trời xanh nhợn nhớ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai chan qua. Ơi hồ ơi, hồ ơi, ơi hồ ơi, em mời anh ghé thăm chốn đây một lần. Ghé liền. Mời anh về quê em. Có cái gì nè? Mời anh ghé thăm quê em, mùa lúa chinh thơm rộn ràng. Tiếng hò hò lơ ngại vui gặt hái rền vang. Đẹp áo bà trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhắm, cầm nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp áo bà trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhắm, cầm nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Quê em đẹp quá Út ơi, quyết định về đây làm rể luôn chịu hôn nè. Dạ để em về em hỏi ba má em nghe không. Kìa ông ba không tới kìa. Đi về con. Và bây giờ trước khi chúng ta trò chuyện với cô gái Út này thì đây sẽ là thời gian để cho quý vị bắt đầu bình chọn. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây và chúng ta nhớ nha, chỉ dựa vào tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi, anh Đại Nghĩa chỉ góp phần hỗ trợ cho các bạn. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta lựa chọn thì nhấn phím A, không lựa chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Dạ mọi người bình chọn cho cô Út nha. Này cô Út quá dễ thương. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và bây giờ chúng tôi sẽ bảo lưu số điểm này. Sau khi 8 tiết mục song ca trình bày xong thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết kết quả. Còn bây giờ thì hãy làm quen với cô Út Mén. Xin chào bạn. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh, em chào tất cả quý vị khán giả, tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ em tên là Ngọc Anh, em quê ở Bình Dương. Xin chào Ngọc Anh. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét của ba khách mời còn lại. Chị Ngọc Liên ơi, chị nghĩ gì ạ? Giọng em rất là ngọt. Thường á, chị để ý rồi, những cái cô bé mà nhỏ con á, thường có cái chất giọng đặc biệt. Một là ngọt ngào, còn hai á, thì là rất là mạnh. Nhưng mà chị rất lo lắng cho em là bởi vì chị nói cô bé này phải cẩn thận với Đại Nghĩa. Bởi vì sao? Anh Đại Nghĩa thường hát hay chiêu trò dữ lắm. Ảnh sẽ nói, ảnh diễn, ảnh sẽ khuấy động cả sân khấu. Và em phải tập trung. Nếu mà em không tập trung á, là em có thể sẽ quên lời, hoặc là em sẽ mất tập trung cái bài hát của mình. Nhưng em vẫn đối đáp giữa anh Nghĩa và vẫn diễn anh Nghĩa như là đã tập dượt rồi. Mặc dù chị biết trên sân khấu này chưa bao giờ được tập dượt giữa hai nghệ sĩ chúng ta, cho nên chị chúc mừng phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nguyễn Đình Vũ, anh nghĩ gì ạ? Nói tiếp lời của chị thì trước hết anh phải khen em là có một cái giọng hát rất là ngọt. Ngọt mà anh dưới đây anh tưởng tượng như là anh đang được uống trà sữa. Ngọt quá. Cái thứ hai là em bình tĩnh khi mà anh Nghĩa tràn lên Út Mén ơi đồ này nọ, rồi anh Nghĩa chạy vòng vòng thì em đã có được một cái màn song ca mà rất là mãn nhãn, từ giọng hát cho tới cách biểu diễn rất là nhẹ nhàng và đối đáp rất là coi như là chuyên nghiệp. Đây là một màn biểu diễn chuyên nghiệp. Thế còn Nam Cường ạ? Với Cường thì Cường ngược lại với suy nghĩ của Vũ á, tức là cái việc mà anh Nghĩa diễn trên sân khấu mình diễn chung mình dễ bị gọi là khớp với anh Nghĩa, nhưng không phải. Thực ra thì làm với anh Nghĩa rất là nhiều lần rồi thì mới biết được là cái việc mà anh Nghĩa tương tác với bạn diễn là rất là hỗ trợ nha. Cho nên cái việc mà bạn diễn với anh Nghĩa mà bạn tương tác được á là bởi vì bạn có cái sự tự tin ở bên trong, là anh Nghĩa là người đẩy thêm. Chính vì vậy mà hai người diễn với nhau thực sự rất là ăn ý. Ăn ý cả phần diễn này, ăn ý cả phần ca và ăn ý cả ngoại hình nữa. Cái ngoại hình rất là hợp với nhau luôn. Đúng như là bạn đồng trang lứa đó. Trời ơi, không tin luôn á. Bạn đồng trang lứa. Hai cái mặt mà không nói chắc tưởng trạc tuổi nhau. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Mặc dù tiếng hát của Ngọc Anh rất là ngọt ngào nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng phải có sự hỗ trợ rất hết mình của anh Đại Nghĩa nữa. Một tràng vỗ tay ạ. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúc mừng em nha. Anh cũng rất là lo khi mà anh ra, bởi vì hồi nãy anh có nói với mọi người anh ra anh sẽ nói nhiều hơn hát. Và đúng thiệt anh nói, đúng không? Nhưng mà em đã rất là tự tin để mà quăng bắt với anh một cách nhịp nhàng, mặc dù chúng ta chưa hề gặp nhau trước đây ha. Hy vọng rằng nếu như mà mình có thể đi sâu hơn nữa và chương trình vào hai người cuối cùng chẳng hạn thì em sẽ có thêm những bài hát thật là hay dành tặng cho khán giả của chúng ta. Chúc mừng em. Thưa quý vị, cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa và Ngọc Anh. Bây giờ sẽ là tiết mục Vị Ngọt Đôi Môi, mời quý vị thưởng thức. Wow. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim từ tim xa lỗi bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. yên lại quá điên dại ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở để mê ngây ngất đắm say vị ngọt đôi môi trôi sương mai vật đôi sao rời trái tim này cũng chỉ một người dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi. Làm sao biết ai hay lừa dối? Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ta. Em nhìn anh cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian như đứng yên lại quá điên dại ôi chiếc hôn đầu giữa hơi thở đêm mê ngây ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời trái tim này cũng chỉ một lời dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp yêu một mình em thôi. Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi. Yeah. Bà chuyển tâm khó dữ. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền. Bạn đến từ đâu? Dạ, em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại thì bây giờ em đang là ca sĩ tự do ạ. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ, đây là lần đầu tiên em song ca. Cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ, rất là hạnh phúc. Tại vì Khanh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này. Vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực. Thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà. Bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ hay làm cái bài hát nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó là nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Đó. Cho nên không sao em, lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Dạ, đứng trước bạn không thể nở một nụ cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy ấy, chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc, không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát. Giá như mà em mạnh dạn em xông lên một phát là cả hai người xông ca rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết, thì em hát những cái đoạn ấy rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Dạ, đúng rồi. Trong số 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Dạ, thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Bài đó là hai người rô rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Chung một câu đi nào. Cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi bé lát, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Trời, em thấy anh Chung ảnh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Chung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh Ngân Hà là một nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Ước gì hồi nãy là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng xong ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Anh xui thôi, do anh xui thôi. Vâng ạ, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nước nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim nguyên đang đón gió thu về. Yeah. đúng không quý vị ạ? Cho con xin thêm một tràng vỗ tay nữa. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Sương Ánh ạ, và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh, nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? Anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm, đúng không quý vị? Dạ, em đây là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường Ánh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với 3 khách mời. Bài hát vừa rồi là rất là ngọt ngào, và Thiên thấy rằng là anh Minh Luân rất là thân thiện nữa. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh Luân cũng vậy, cũng rất là trầm ấm, và nó làm cho người ta xao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là Ánh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc Thiên. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là Ánh là người miền Tây hay là người ở trong Nam, cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà Anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất có nhiều là người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn. Thiên biết điều đấy. Giọng của anh Luân thì không nói làm gì nữa rồi. Em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường nó đang mặc áo vest đuôi tôm á, tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn Ánh cảm giác thoải mái hơn, đúng không? Thân thiện. Dạ đúng rồi. Thực ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của Ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh á, thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe Vọng Cổ Buồn? Không, anh cười tan hết Tiết Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn Ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn Ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn hát cũng rất là nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá em bị khớp hay sao. Diễn chung với anh Tiết Cương là cảm tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất đó là ca khúc Một Lần Giang Dở. Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên anh, bỗng thấy thương cây bằng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe như trong hạt mưa nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bào non. Em nghe gì không hỡi em? Vì anh thương em như thương thấy làm đau. Anh nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài. Vẽ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Em nghe gì không? Em nghe gì không? Mưa đã gọi tên anh, mong thấy thương cây bằng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bào non. Em nghe gì không em hãy? Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương đặt mình ở hướng vô cùng. Quá là tuyệt vời đúng không quý vị? Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi. 10 giây bắt đầu. thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với chàng trai đang mặc một cái màu áo cũng giống Khanh. Rất là phải gọi là bị lôi cuốn bởi tiếng hát của bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình nhé. Dạ, cho phép em xin được gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là tất cả các khán giả đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay ạ. Em tên là Công Quốc. Năm nay em 20 tuổi, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ sao về màn kết hợp này ạ? Hôm nay mình nghĩ là mình là một người rất may mắn. Hai phần trình diễn của Bách phải nói đều là hai cái bài nó không dễ. Dạ. Rất là thử thách giọng hát, nghe thì dễ nghe nhưng mà hát thì khó hát. Và mình may mắn mình lựa chọn được hai người diễn chung đều hát rất hay theo cách của mình. Mỗi người có một cái phong cách riêng và đi trọn vẹn được bài hát và nó có những cái sáng tạo tung hứng với nhau. Bách không biết là các bạn quý vị khán giả ở dưới và xem truyền hình sẽ cảm nhận được nó như thế nào. Nhưng với bản thân Bách thì khi Bách diễn với cả hai bạn và đặc biệt là cái phần trình diễn này nha, thì Bách cảm thấy mình đúng thực thoát vai một cái người là sẽ phải hướng dẫn, nâng cái người nghệ sĩ đứng bên cạnh mình, mà là mình đang được diễn cùng với một bạn nghệ sĩ thực sự là một nghệ sĩ có bản lĩnh sân khấu. Khanh cảm nhận được sự hài lòng của anh Hoàng Bách khi mà lựa chọn được căn phòng của bạn. Anh Khao ơi, anh có thích tiết mục này không? Khao rất là thích tiết mục này và đặc biệt là Khao nghe bài này rất là nhiều. Khao đi diễn ở bên Mỹ hay là đi diễn ở bên Úc thì người ta cũng rất là hay nghe bài này. Nhưng mà nghe hai người hôm nay hát bài hát này, phải nói là đó là một cái cảm xúc hoàn toàn mới đối với Khao. Vì hai người có hai chất giọng na ná với nhau á. Và bên cạnh đó thì khi hai người diễn với nhau thì có một cái sự qua lại ăn ý và một cái sự kết hợp phải nói là gần như là hoàn hảo. Cảm ơn chia sẻ của anh Khao. Hồng Gấm thì sao ạ? Nếu mà em ở nhà em xem TV á, thì chắc chắn em không tin đây là một trường hợp ngẫu nhiên, bởi vì cái sự giao đãi nó quá là ăn khớp với nhau. Dạ, đây cũng là một cái giọng mà bạn hát lên là người ta biết đó là bạn. Dạ. Cái giọng bạn rất là tình cảm, nội lực. Nói chung là nó hội tụ đủ các yếu tố của một cái người mà sẽ thành công. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Bây giờ thì chắc là Khanh phải nghe cái phản hồi sau cùng của anh Hamlet Trương. Anh cũng là một cái dàn bao quá là vững chắc để bạn thể hiện được rõ đúng cái từ mà chị Gấm dành cho em, đó là từ bản lĩnh sân khấu. Em có thể thể hiện được hết bản thân mình với một cái bài hát là khó. Cho nên là chúc mừng hai anh em. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên anh, bỗng thấy thương cây bằng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bằng non. Em nghe gì không hỡi em, vì anh thương không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng của cô. Gì không? Từng hạt mưa đang gọi tên anh, bỗng thấy thương cây bằng non, những chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bằng non. Em nghe gì không em ơi, vì anh thương em như thương cây bàng non. Cây nhớ anh làm sao nói được, vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em, và đó là tiết mục Vô Cùng. Một bên thì dữ dội và mạnh mẽ, một bên thì rất là sâu lắng và tinh tế. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả một lần nữa. Và trước khi chúng ta biết kết quả thì hãy cùng Khanh lắng nghe những chia sẻ sau cùng của 4 vị khách mời dành cho tiết mục này. Với tiết mục này là bài của mình cho nên lợi thế vẫn nghiêng về phía của em. Cái bài này danh hơi bị thấp đúng không? Nhưng mà cái nốt thấp của em nó xuống tới luôn. Nó nghe nó đã lắm. Nó không phải vì vậy mà nó làm em lu mờ. Hai bạn hát với nhau rất là ăn ý, bè nữa. Tại vì em là giảng viên thanh nhạc cho nên là đâm ra là cái bè của em thì nó quá hoàn chỉnh rồi. Một bên giống như Khanh nói là bốc lửa, giống như là khao khát gì đó. Còn một bên của em là giống như là chín chắn, sâu lắng, nhẹ nhàng. Cho nên là hai giọng hát chị đều thích cả. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Hai bạn có hai cái sắc thái, cái màu khác nhau. Thực ra thì cái cảm thụ âm nhạc mỗi người mỗi khác nhau. Nếu mà ai nghiêng về cái tự nhiên, những cái gì mà nó mộc nhất từ giải trí thì là đúng là bạn Minh. Tại vì thực sự là chị cũng cảm nhận được trong giọng hát của bạn Minh có cái rất là hay nha. Bạn lên nó tình cảm lắm, nó lên nó mướt. Vì anh yêu em như yêu cái bàn non, lúc bạn lên cái feel nó feel nó đã lắm. Thực sự là như thế. Đương nhiên là cái lợi thế là đây là bài của bạn Minh. Nhưng mà bạn Danh cũng đã rất xuất sắc. Khi bạn Danh đã làm chủ, nói về bạn Danh là làm chủ sân khấu hoàn toàn, về bạn đã chinh phục được cái điều đó. Thì thực ra để mà nói lên đem bên bàn cân thì khó mà nói được, phải rất là đau đầu luôn á. Tại vì mình chọn, nhưng mà hôm nay thì Khánh vẫn là để trong lòng và để cái dành cái sự bình chọn này cho khán giả. Và những hai cái giọng ca này, giọng ca nào Vân Khánh cũng rất thích. Và đương nhiên nó tùy theo thời gian thì bạn Minh, Vân Khánh nghĩ rằng bạn sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn và bạn sẽ là một ca sĩ rất có triển vọng. Chúc mừng bạn và chúc mừng bạn. Cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn chị Vân Khánh. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bắt đầu chờ đợi kết quả. Năm 59% và 41%. Số bình chọn cao hơn là của người chiến thắng. Kết quả là Hoàng Minh. Chúc mừng Hoàng Minh là người chiến thắng tại Sông Ca Giấu Mặt. Bạn đã có 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, như vậy là sau 2 phần của tập này chúng ta cũng biết được người chơi giành chiến thắng đó chính là Hoàng Minh. Từng vòng tay trao hơi ấm dồn ra đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình giấc ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Vỗ tay được cổ vũ cho người chơi vô số 2. Trời đẹp quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nay ta về vùng trời bình yên, cùng vòng tay chào hơi ấm dần ra đôi tim mừng vui ngập ngỡ trong ngày mới nắng say tình giấc ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơn man đùa là lời đàn đưa bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho phần biểu diễn này. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra bình chọn của mình. 10 giây, bắt đầu! Thưa quý vị, 10 giây bình chọn đã kết thúc. Bây giờ thì hãy cùng Khanh giao lưu với người chơi ở vị trí số 2. Xin chào bạn. Dạ, chào anh. Em chào bốn vị giám khảo và anh Sĩ Luân, đẹp trai. Anh Sĩ Luân còn kèm theo cái chữ đẹp trai nữa, trời ơi. Làm cho những chàng trai khác rất là chạnh lòng luôn. Anh cũng đẹp trai. Ồ, cảm ơn em. Hết chạnh lòng liền. Dạ, em tên là Cao Phương Thúy. Hiện tại em là diễn viên ca sĩ tự do. Thật sự là ngày hôm nay là sân khấu này, Sĩ Luân cảm thấy tất cả không có khoảng cách. Bởi vì những bài hát cũ, những bài hát rất hay, các bạn trẻ thể hiện cũng không kém phần hấp dẫn. Các bạn vẫn có nội lực và điều rất hay. Vỗ tay cho tất cả chúng ta với âm nhạc ngày hôm nay. Không nghĩ em là diễn viên luôn, chị cứ nghĩ em là một ca sĩ chuyên nghiệp thật thụ hoặc là một người mẫu. Hồi nãy khi cô bé bước từ trên nấc thang bước xuống, nó có một cái thần thái của một diễn viên phim. Và khi hai người hát chung với nhau, chị tưởng tượng giống như đang hát nhạc phim vậy đó. Thật sự ra trong cái điện ảnh, trong chị Quỳnh tự nhiên trỗi lên tình nhân của cảm xúc quá ghê luôn. Là nhìn thấy Sĩ Luân giống như một diễn viên Hàn Quốc thật sự. Giống như... Không, thật sự mọi người phải công nhận như mọi người Quỳnh nói không? Giống như là một anh chàng đại gia của... trong một cái phim Hàn đã được một cô gái này giống như là vệ sĩ đi kế bên bảo vệ, mà hai người có một chút tình yêu nào đó. Nó trỗi lên trong cái bài hát này rất là, phải gọi là rất là điện ảnh luôn á. Ra một kịch bản phim luôn hả chị? Đó. Và âm nhạc. Anh Nhật ơi, anh cảm thấy như thế nào? Cảm ơn Sĩ Luân. Em bè bội cho Thúy rất là tuyệt vời luôn. Em nâng đỡ tiếng hát của cô Thúy. Thúy là cùng một chất giọng với cô Ngân Quỳnh, An Tô, nữ trầm mà có khang khang. Và đặc biệt là em có một cái đôi mắt rất đẹp. Em hát bài này thật sự là cái đoạn tự sự nó giống như là em hát từ tâm tâm ra, giống như mình chẳng hát gì cả, cứ tâm sự với những người đối diện thôi. Và lúc nào cần hát lả lơi tự sự, lúc nào cần xử lý như thế nào em đã làm tốt hết. Và em phải cảm ơn nhạc sĩ Sĩ Luân đã làm một cái nền rất chắc để em tỏa sáng ở tiết mục này. Và em ơi, em trên sân khấu em đẹp dễ sợ, sáng trưng luôn, quá đẹp luôn. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dài khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây tân gầy, xem như anh chẳng may, nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa, gượng cười khi biết anh là người giữa hai người, còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa, anh không muốn nghe. em thấy ai đây, sao anh lại chết lòng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi. Cùng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thấy áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dài khờ hối khi đang bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây, thân đây xem như em chẳng may. Nỗi buồn anh giấu gió lâu mà mưa, luôn cười khi biết anh là người dưng. Sao mà cứ kêu chúng tôi không nghe hoài sao được, hay như vậy sao không nghe được, đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Quốc Thiên. 10 giây của quý vị, bắt đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ê nhá, thank you, thank you. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Khanh xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ. Em chào các anh, các chị ạ. Và em chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Em là An Nguyễn, mọi người có thể gọi em là An ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào An Nguyễn. Nhưng mà nghe giọng hát của em không thấy An tí nào. Rất là dậy sóng đúng không anh? Dạ. Yeah. Lần đầu tiên anh Thiên hát bài này luôn. Vâng. Và lại hát với nữ nữa. Vâng. Hơi khó, tại vì biết sao Thiên thấy một cô bé có một cái vóc dáng rất là đẹp. Một lần nữa anh lại may hơn lần này nữa là được một cô gái xinh đẹp mà hát cũng rất là hay, rất là nội lực nữa. Cảm ơn em, cảm ơn An rất nhiều. Em cảm ơn anh đã chọn em ạ. Vâng, chia sẻ của anh Quốc Thiên. Thật ra thì giọng hát của An nó không được gọi là, không phải bén giống như các cái giọng mà gọi là giọng alto khác hoặc là những cái giọng soprano khác. Nhưng mà cái giọng của bạn ấy nó có một cái độ dày, một cái độ dày dững nhất định. Và khi mà chọn được cái bài hát Xem Như Em Chẳng May này ấy, cái sự tự tin của bạn ấy trước Quốc Thiên đó là có rõ ràng luôn. Và thậm chí những cái dao đãi, những cái feeling của bạn ấy nó đặt để rất là đúng chỗ. Đặt để đúng chỗ tức là gì? Nó không bị thừa thãi ra, làm cho người nghe cảm thấy rất là dễ chịu, hài hòa. Cảm ơn chia sẻ chị Hải Yến ạ. Lúc nãy có cái nốt cao nhất của An đấy mà An không bắn cái nốt bình thường mà An bắn một cái quãng ba trên. Anh rất là bất ngờ bởi vì anh biết wow đó. Còn lại gì cho nhớ? Nốt chuyển rất là tinh tế luôn ở cái đoạn đấy đấy. Nói về những đoạn hát cao thì chắc là phải nhờ Tuấn Nghĩa chia sẻ thêm. Bạn phiêu mà bạn phiêu tới được nên là nghe rất là đã. Mà khi mà nghe thấy An phiêu được thì anh Thiên ở bên cạnh anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh cũng phiêu theo luôn. Cả hai người mà rất ăn ý luôn, như là một cái tiết mục mà đã được tập trước rồi. Phải chúc mừng Thiên bởi vì là ngày hôm nay em đã hỗ trợ cho bạn rất tốt, và phải chúc mừng hai em bởi vì đã tìm thấy nhau. Đó. Hôm nay là xem như anh rất may. Đúng. Xem cảm như ơn Thiên chia rất sẻ may. Của các khách mời rất nhiều ạ. Mai ta không còn thấy nhau. tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào anh. Anh hãy tự giới thiệu về mình nhé. Chào tất cả bạn khách mời và tất cả các khán giả của chương trình. Mình là Duy Long. Xin chào các bạn. Anh xin chào anh Duy Long. Cho anh hỏi công việc hiện tại của anh là gì? Công việc hiện tại thì anh kinh doanh, nhưng song song đó thì anh vẫn đi hát. Dạ. Ngày hôm nay hát với một cô gái đẹp thì anh có bị khớp lắm không? Lúc đầu đã cũng khớp, nhưng mà khi mà thấy Quỳnh giao lưu rồi hợp quá thôi hết khớp luôn. Khi mà ảnh bước xuống thì em thấy phong thái của ảnh rất là tự tin, và trong khi mà ảnh hát đó, ảnh có giao lưu bằng ánh mắt với em. Cái điều này á phải là một người đã đi hát nhiều rồi á, em cảm giác một người đi hát nhiều rồi thì mới tinh tế trên sân khấu đó như vậy. Dạ chính xác ạ. Không biết các khách mời ở bên dưới có nghĩ như vậy không? Anh rất là chúc mừng Quỳnh. Mình tưởng mình hộp cái kia đúng không? Dạ. Hộp cái số 3, ai ngờ được số 1. Dạ, mà khi em đứng trên này em cảm giác sự kiên định của mình là chính xác. Em sẽ phát huy sự kiên định này nhiều hơn. Em nên tin vào những người đàn ông lịch lãm và không nói quá nhiều, luôn luôn rất là trầm lặng. Dạ. Họ có cái sự gọi là vững chãi ở trong đó, dạ, đúng không em? Dạ, anh còn làm kinh doanh nữa. Làm kinh doanh nữa. Không những là có thể cùng đi hát với em mà còn làm ăn chung với em. Ủa rồi bạn chọn người hát chung hay là bạn chọn ý chung nhân vậy? Ủa, từ đầu là Quỳnh nói rồi mà. Từ đầu nói rồi mà. Dạ không, em chọn người hát chung, nhưng mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn thì hát chung sẽ hay hơn à. Dạ. Không, nói giỡn thôi chứ anh Long thì giờ cũng thấy là anh có một cái giọng hát rất là lạ, rất là đặc biệt, nam tính, có một chất lãng tử ở trong đó. Mình không có care nhiều quá trong cái việc xử lý chi tiết này nọ, và cái đó là cái đặc trưng của anh. Nó cảm giác là làm cho người nghe cảm thấy nó rất là dễ kết nối với anh, và vì thế mà với một cô gái hơi mong manh như thế này, hoặc là tỏ ra mong manh như thế này, thôi tỏ ra mong manh thì cái sự vững chãi này trong giọng hát cũng như phong cách của anh rất là hòa quyện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc ơi, chị nghĩ gì về tiết mục này? Trời ơi, nói chung là Ngọc có biết anh Duy Long, cho nên là có biết là giọng hát của anh rất là trầm ấm, rất là đẹp rồi. Rồi xong rồi tự nhiên mình cảm thấy mừng cho nhỏ em. Này, chúc mừng em. Chị, dạ. Màn trình diễn rất là tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Còn anh Quốc Đại ạ. Anh thì anh cực kỳ lo lắng khi mà Long xuất hiện xuống là Duyên Quỳnh coi như là không lo hát nữa. Anh đang rất là lo là em sẽ không nhớ đường em vô luôn, nhưng mà cũng may là Long là rất là nhạy. Cảm ơn các khách mời rất. Vừa được thưởng thức màn song đấu của Lê Huy và Lê Quốc Phú, và quả thật đây là hai màu sắc âm nhạc rất riêng biệt. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Lê Quốc Phú nhấn phím A, chọn Lê Huy thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. như vậy là thời gian bình chọn đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ Khanh rất muốn nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Tôi đang xem gì thế này? Một trận đấu hay một tiết mục? Một bên thì cổ điển, vững vàng, một bên phải thích nghi theo những cái giai điệu khó. Trong khi bạn mê rock nhưng mà phải hát thêm một bài kiểu này với em. Sáng tạo vô cùng. Giữa hai người nếu mà để chọn chấm điểm, xin lỗi, cũng không thể chọn được. Cảm ơn Đình Vũ nhiều. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Đình Vũ. Thế còn Tuấn Nghĩa thì sao? Anh Huy thì anh có cái sự trả lời rất là rõ ràng. Anh hát mà kể cả những cái anh hát nói đừng khóc nữa, rồi anh đẩy lên theo từng cái cung bậc một, nó dìu được cái cảm xúc của người nghe. Cái này thì em thấy là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Không biết chị Hải Yến và anh Đại Nghĩa nghĩ gì? Cá nhân Hải Yến nhá, Yến sẽ không đặt hai giọng hát của bạn lên bàn cân để cân, bởi vì hai bạn hoàn toàn là hai cái sở trường khác nhau. Nhưng cái điều mà Yến nghĩ rằng các bạn đang làm được trong một cái buổi tối của cái chương trình Song Ca Giấu Mặt ngày hôm nay đấy chính là mang lại một cái tiết mục vô cùng đặc sắc và tạo rất nhiều cái bất ngờ. Anh Lê Huy, em chỉ dùng một từ, anh hát rất đời luôn. Còn với Quốc Phú là một người đàn ông trong mắt của Hải Yến nha, cực kỳ trữ tình, lịch lãm. Cái màn so đấu này sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng khó với tất cả quý vị khán giả ngồi đây. Yến rất cảm ơn cái tiết mục này bởi vì là nó mang lại cho Yến rất nhiều cảm xúc khi đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Các bạn vừa mới chia sẻ với Phú và Huy thì có lẽ là Phú và Huy cũng sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Để là một người nghệ sĩ thành công và đặc biệt là trong vai trò là một ca sĩ á, chúng ta phải đa dạng, phải màu sắc trong cái cách hát của mình. Khi chúng ta biết dung hòa tất cả mọi cái với nhau, với Phú em sẽ có nhiều trải nghiệm nữa khi tuổi đời của em ngày càng lớn hơn. Cái cách hát của em nó sẽ đời hơn một chút, nó mộc hơn một chút, cộng với cái giọng đẹp vốn có của em, nó sẽ vừa vặn và nó sẽ hấp dẫn người nghe. Với Huy cũng như vậy, cá tính của em có rồi, rất là mạnh mẽ, sự nổi loạn, sự cuồng nhiệt trong em có rồi. Nhưng nếu như mình cần có một chút điềm tĩnh lại, đầm lại một chút, thì có lẽ nó sẽ cân bằng được với những cái sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ gửi đến với khán giả. Thì chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều sự yêu thương đón nhận từ phía quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Còn bây giờ chúng ta phải đợi vào kết quả bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay mà thôi. Tỷ lệ đó là bao nhiêu? Hãy cùng Khanh hướng mắt lên màn hình. 51% và 49%. Nghĩa là người chơi giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt sẽ nhận được 51% là phần trăm bình chọn của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay đã dành cho các bạn. Đó là giọng hát. Đã từng song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa trong chương trình này. Rồi ok. Ủa, hai người cả hai người đều từng song ca với Tuấn Nghĩa hả? Kết quả của chúng tôi sẽ có ngay bây giờ. Xin chúc mừng Lê Quốc Phú. Chúc mừng Lê Quốc Phú là người chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 51% và số tiền mang về Lê Quốc Phú có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng cho Tuấn Nghĩa. Đây là người chơi đã song ca với Tuấn Nghĩa. Ngàn năm lạnh giá nếu nhìn anh bằng đôi mắt buồn vây vơi. Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa song ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A, và không chọn nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến ban giám khảo. Anh Kim Tử Long, anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á, và người ta nghe cảm giác như bài hát nó có hồn đưa vào lòng của người ta đó, rất khó. Mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay, như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không? Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát với nhau hôm nay nữa. Chúng ta có hai cặp khác. Mừng quá. Này là giống như người yêu cũ có người yêu mới ha anh. Và một lần nữa thì cảm ơn sự hỗ trợ rất hết mình của diễn viên Lê Phương để giúp cho tiếng hát của Trường Hải được tỏa sáng. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Trường Hải là bao nhiêu phần trăm. Wow. Wow. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho nên tiếc vẫn vương. Quên đi duyên xưa, đủ lý ta cho nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh làm? Chờ 3 ngày rồi mà không chịu ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em, anh ngồi đây chờ 3 ngày đi. Dễ thương. Em ơi, em đừng có giận anh vậy mà. Tại hôm qua anh đi trễ chút xíu đó mà. Xa nhau từ đây chấm dứt, không quên nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, chẳng buồn lời sẽ không ướt đi. Em ơi, em ơi, lòng anh đang chơi vơi tiếc thương xuyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quá. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vẫn vương. đừng giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quên nhau trao qua màu cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh biết mà. Anh ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương, chẳng buồn lời sẽ không ướt mi. Em ơi, em ơi, lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm duyên hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần cuối nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hối anh phải quên em sao, hình bóng thân ấy không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên. Đã chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hối anh phải quên em sao, hình bóng thân ấy không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên. Em ơi, cái chiếc hôm trước là chiếc giả, còn chiếc này chiếc thiệt nè. Em I love you. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép nhắn tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giáng Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giáng Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ. Trời, nói thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á. Chị phải bái phục em. Em diễn như không diễn gì đó. Trời, chị ra lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộ không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này có nhã chữ rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kênh nối tình miền quê buồn vui. Dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong chiều vàng Huế cầu tre. Bao nhiêu hè vui một câu về, để lòng ai quên hết đau đêm. Đồng xanh anh về đây anh thăm em. Trời ơi anh nhìn thế mà cáo bà ba là tự nhiên hồn anh mất ngay liền vậy đó. Nghe khoái quá anh ơi. Còn nghe khoái quá anh ơi hả? Ai đem mất nhịp cậu che cho chàng lặng bên nơi. Thương em là em ở bên đây cậu che tích tích tình ta. Cậu che tăng tích tình tình rằng nhớ ở đây. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Xin chào các anh chị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, chào anh Kim Tử Long và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua truyền hình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Tánh Linh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính của em chính là đi hát ạ. Ngày hôm nay khoan đã em ơi. Yeah. Hình như là cái số của anh sao Linh Long nữa, trời ơi. Thật sự mà nói là nghe bạn ấy hát là mình phải cuốn theo bạn ấy á. Tại vì bạn ấy có cái giọng cao quá ha. Mới đầu vô cái điệp khúc là mình tưởng đâu là cao không tới. Yeah. Ai ngờ đó là cao vút luôn. Vì vậy cho nên là anh quên cái diễn luôn đó. Yeah. Anh cứ nghe em hát rồi anh đang cuốn theo cái lời ca tiếng hát của em. Em cho phép, cảm ơn em. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời ạ. Xin mời. Linh nói về diễn xuất thì rất tốt rồi, không có gì, thậm chí nhiều khi Linh còn muốn lướt anh luôn, muốn lướt anh Long luôn. Đúng rồi, anh Long phải bơ bơ luôn á. Đương nhiên là đối với cái kỹ thuật hát của em thì không có gì phải bàn nữa. Giọng em là một giọng rất đẹp và giọng có kỹ thuật. Thật sự là nếu mà theo Đại nha thì giọng Tánh Linh không phải là giọng sở trường này. Gặp Quốc Đại đi hát bài Một Đời Người Một Rừng Cây là ngay luôn vô luôn phải không? Là anh nghĩ là ở cái sở đoạn này nhưng mà Tánh Linh đã làm cũng rất là tốt. Và nếu như đúng sở trường thì chúng ta sẽ còn thấy cô ấy tỏa sáng hơn nữa.